Đây là hiện trường vụ người đàn ông nhảy cầu xảy ra trong đảo Kim Cương thuộc phường Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 20 tháng 4 năm 2019. Nạn nhân là một người đàn ông 35 tuổi quê ở tỉnh Đồng Nai. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người đàn ông này điều khiển xe máy chở vợ ngồi sau chạy từ trong đảo Kim Cương ra đường Mai Chí Thọ. Khi lên giữa cầu dẫn vào đảo Kim Cương thuộc phường Bình Khánh, quận 2, người này bất ngờ dừng xe, để lại đôi dép rồi trèo lên lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn. Do vụ việc diễn ra quá nhanh, người vợ và người dân đi đường không kịp phản ứng, người đàn ông chới với dưới dòng nước được ít phút thì chìm xuống đáy. Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 2 có mặt điều động cano và người nhái tiến hành lặn tìm kiếm nạn nhân. Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi. Tới 14 giờ chiều cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.